dàn anh trai hội ngộ. Nếu thứ hai, anh Tú Y Tết xuất hiện là dàn sao nam tắt điện. Phan Đông như vỡ trận. Đinh Tuấn kiệt lịch lặng được lòng fan. Puka nói gốc Diệu Nhi tự làm stylist cho chồng. Cái concept hôm nay của Jin thì là dựa trên concept ý tưởng của Puka. Lily nhẹ nhàng sánh vai cùng anh hàng xóm anh Tú. Là Lily và đây là anh Tú đẹp dài. Bớt anh Tú đẹp dài lại vừa ông phải. Ông đẹp dài thật. Đó, trời ơi. Elite, Đức Phúc, Pháp Kiều cực slay, nước xỉu bị ngập dương khí. Phúc nhìn 28, 29 anh còn lại là Phúc gọi là Phúc bảo Phúc bị sốc dương khí. Cái concept hôm nay của Jin thì là dựa trên concept ý tưởng của Puka. Puka thích là Jin có những cái điểm nhấn như vậy để cho khác Jin Tú Kiệt mà trước giờ tất cả các quý vị khán giả đã từng biết, đã từng thấy. Chuyện có vợ đó là một thuận lợi, giống như đó đã từng chia sẻ mọi người rồi, những concept mà Jin đang diện trên người là ý tưởng của Puka. Cho nên là Jin nghĩ là khi mà mình có thêm một cái người gọi là đồng hành của mình sát sao vậy ngoài ekip thì vợ sẽ là một người gần gũi với mình nhất, cho nên là đó là một cái gọi là Jin cảm thấy một cái gọi là sao ta, một cái sức mạnh ẩn để giúp cho Jin có thể mà đạt được những cái điều mà Jin mong muốn. Okay. Xin chào quý khán giả của Gia, mình là Lily và đây là anh Tú đẹp dài. Thôi anh Tú vào bản đôn đi nha. Bớt anh Tú đẹp dài lại vừa ông phải. Đẹp dài thật. Đó, trời ơi. Trong này là 29 anh là ai cũng đẹp, mỗi người một nét đẹp riêng đấy. Phúc gọi là một nét đẹp lạ. Phúc nhìn 28, 29 anh còn lại là Phúc gọi là Phúc bảo Phúc bị sốc dương khí.